Dạp mặt cuộc đời Krishnamurti, công ty sách Thời Đại và nhà xuất bản Hồng Đức. Bản dịch Đào Hữu Nghĩa năm 2012. Tiểu dẫn: trong thời đại mà những cuộc khủng hoảng và những vấn đề trên thế giới cứ nảy sinh thêm mãi, dường như theo tôi, điều cần thiết và cấp bách là phải có một đạo lý, một phương thức cư xử và một hành động phát xuất từ động thái thấu hiểu toàn bộ tiến trình của cuộc sống. Ta đang nỗ lực giải quyết các vấn đề ấy bằng những hệ thống tổ chức chính trị, bằng sự điều chỉnh về kinh tế và nhiều cuộc cải cách khác biệt. Nhưng đó toàn là những cách thế, không bao giờ giải quyết được những nỗi khó khăn vô cùng phức tạp của cuộc sống con người. Có chăng chỉ là tạm thời xoa dịu vậy thôi. Mọi cải cách dù có vẻ sâu rộng và bền vững ra sao đi nữa, trong từ thân chúng cũng khiến dậy sinh thêm nhiều hỗn loạn và đòi hỏi thêm nhiều cải cách mới khác. Không thấu hiểu toàn bộ bản chất phức tạp của con người mà chỉ làm những cuộc chỉnh trang, cải cách xã hội chỉ lại sinh thêm nhiều đòi hỏi hỗn loạn điên đảo mới khác. Hết cuộc cải cách này đến cuộc cải cách khác, không có chỗ cùng tần cho cả sự cải cách này đây, bởi vì trong đường hướng đó không có sự giải quyết cơ bản nào cả. Các cuộc cách mạng chính trị, kinh tế và xã hội cũng không giải quyết được chi cả, bởi vì chúng đã dậy sinh những cuộc chuyên chế khủng khiếp hoặc chỉ chuyển giao quyền hành và uy thế từ nhóm người này sang nhóm người khác. Các cuộc cách mạng như thế không bao giờ là lối thoát cho những hỗn loạn và xung đột của ta. Nhưng có một cuộc cách mạng hoàn toàn khác phải diễn ra nếu ta muốn thoát khỏi sự tiếp nối bất tận của bao nhiêu khổ não lo âu, bao nhiêu xung đột, bao nhiêu nỗi thất vọng mà ta đang ngụp lặng vướng mắc trong đó. Cuộc cách mạng này phải bắt đầu không phải với lý thuyết và ý niệm, vì cuối cùng lý thuyết và ý niệm đều chứng tỏ vô giá trị, mà phải bắt đầu bằng một cuộc biến đổi triệt để ngay trong từ thân trí não. Cuộc biến đổi như thế chỉ có thể xảy ra thông qua một nền giáo dục chân chính và sự phát triển toàn diện con người. Cuộc cách mạng đó phải diễn ra ngay trong toàn bộ trí não, chứ không chỉ trong tư tưởng. Tư tưởng dù sao cũng chỉ là kết quả, chứ không phải căn nguyên. Phải có một cuộc biến đổi triệt để trong căn nguyên, chứ không phải chỉ sửa đổi kết quả. Mà hiện giờ ta chỉ đang sửa đổi chấp vá những hậu quả, những bệnh chứng, chứ không phát động một đổi thay trọng yếu nào cả, không bứng gốc những phương thức tư tưởng xưa cũ, không giải phóng trí não khỏi vòng những truyền thống và tập quán. Ta quan tâm chính cuộc thay đổi tận gốc rễ này, và chỉ có một nền giáo dục chân chính mới làm phát sinh cuộc thay đổi đó được. Chức năng và nhiệm vụ của trí não là tra xét, tìm hiểu và học hỏi. Tôi hiểu học không phải chỉ là trau dồi ký ức hay tích lũy kiến thức, mà học là cái năng lực tư tưởng sáng suốt và hợp lý, không ảo tưởng, bắt đầu từ những sự kiện chứ không phải từ những tin tưởng và lý tưởng. Nếu tư tưởng căn cứ trên những kết luận, đấy không phải là học hỏi chi cả, chỉ thu thập thông tin hay kiến thức, không phải là học. Học nghĩa là thích thấu hiểu và thích làm việc gì cho từ việc ấy. Chỉ có thể học khi không có bất kỳ sự cưỡng bách nào cả. Và cưỡng bức thì có nhiều dạng phải không? Có sự cưỡng bức bằng ảnh hưởng, bám chấp hay đe dọa, bằng cách động viên thuyết phục hoặc nhiều hình thức ban thưởng tệ nhì.
Phần đông chúng ta nghĩ rằng nhờ so sánh mà khuyến khích trẻ ham học. Sự thật diễn ra trái lại. So sánh dễ sinh sự thất vọng và chỉ khuyến khích lòng ghen tị, được gọi là ganh đua. Cũng giống như các hình thức thuyết phục khác, so sánh ngăn chặn sự học và làm phát sinh sợ hãi. Tham vọng cũng làm phát sinh sợ hãi. Tham vọng dù là cá nhân hay đồng nhất với tập đoàn, tập thể, luôn phản nghịch lại xã hội. Cái gọi là tham vọng cao quý trong quan hệ, tầng trong căn bản vẫn mang tính phá hoại ghê gớm. Cần thiết phải khuyến khích phát triển một trí não tử tế, tốt lành, đầy thiện chí. Một trí não đủ sức giải quyết nhiều vấn đề của cuộc sống như một toàn thể thống nhất, chứ không tìm cách lẩn trốn chúng, và do đó trở nên từ mâu thuẫn, thất vọng, hận đời hay hoài nghi. Và điều cốt yếu là trí não phải tri giác chỉnh sự quy định, những động cơ và những săn đuổi của chính nó. Bởi vì công cuộc phát triển một trí não tốt lành là mối quan tâm chính yếu của ta, nên việc ta dạy dỗ cách nào trở nên vô cùng quan trọng. Chỉnh toàn bộ trí não phải được giáo hóa, chứ không chỉ bằng lòng với việc ban phát tài liệu. Trong tiến trình truyền đạt kiến thức, nhà giáo dục cần khêu gợi sự thảo luận và động viên sinh viên, học sinh tra xét, khám phá và suy tưởng trong cách thể độc lập. Quyền lực như là người hiểu biết không có chỗ trong việc học. Thầy và trò cả hai đều học thông qua mối quan hệ đặc biệt với nhau. Nhưng điều này không có nghĩa là nhà giáo dục tư tưởng một cách tùy tiện, không phương pháp, vô trật tự. Trật tự và phương pháp của tư tưởng ở đây phát sinh không do kỷ luật dựa dàng lòng sạc tín dựa vào kiến thức, mà nó phát sinh một cách tự nhiên khi nhà giáo dục thấu hiểu rằng trau dồi trí thông minh hay trí tuệ tất phải có tự do thôi. Điều này không có nghĩa rằng tự do muốn làm gì ta thích hoặc tự ý muốn chống đối là chống đối đâu. Chính trong sự tự do đó giúp người học sinh tri giác những ham muốn và những động cơ của mình biểu lộ trong tư tưởng và hành động thường nhật của người đó. Một trí não bị kiềm chế trong kỷ luật không bao giờ là một trí não tự do giải thoát. Cũng không bao giờ có thể là một trí não tự do khi dục vọng của nó bị dồn ép. Chỉ bằng cách thấu hiểu toàn bộ tiến trình của dục vọng, trí não mới có thể tự do. Kỷ luật, giới luật luôn luôn hạn chế trí não vào một chuyện đồng ngục tù. Trong khuôn khổ của hệ thống tư tưởng hay tin tưởng đặc biệt nào đó, phải không? Cho nên một trí não như thế không bao giờ tự do để thông minh hay trí tuệ được. Kỷ luật khiến sinh thái đồ quy phục vào quyền lực. Kỷ luật tập cho ta có khả năng vận động đúng với chức năng của mình theo yêu cầu của một mô hình xã hội. Nhưng kỷ luật không đánh thức được trí thông minh vốn có khả năng riêng của nó. Một trí não không biết đào luyện gì ngoài cái khả năng dựa vào ký ức, giống như một máy tính điện tử hiện đại, tuy vận hành với một khả năng lạ lùng, độ chính xác cực cao, nó vẫn chỉ là một chiếc máy. Uy lực, quyền lực có thể thuyết phục trí não tư duy theo một phương hướng đặc biệt nào đó, nhưng bị hướng dẫn tư tưởng theo một đường hướng nào đó, hay dựa vào một kết luận sẵn có, không phải là tư tưởng chi cả, mà chỉ vận hành như người máy, khiến sinh bất mãn một cách mù quáng, thích thất vọng và nhiều nỗi phiền muộn khác. Vấn đề quan trọng ta quan tâm là sự phát triển toàn diện của từng con người, giúp con người hiểu rõ cái khả năng cao tốt nhất
và đầy đủ nhất của chính mình, chứ không phải cái khả năng giả tạo nào đó mà nhà giáo dục nghĩ ra như một quan niệm hay một lý tưởng. So sánh bất kỳ với thái độ nào cũng đều ngăn chặn sự phát triển toàn diện của cá nhân, dù bất luận là người làm vườn hay là nhà khoa học. Khả năng đầy đủ nhất của người làm vườn vốn đồng hóa với khả năng đầy đủ nhất của nhà khoa học khi ta không đem họ ra so sánh với nhau. Nhưng khi sự so sánh xen vào thì liền có lòng khinh thị và những phản ứng ganh tị khi làm dậy lên xung đột giữa người và người. Cũng tương tự thế, đau khổ, tình yêu không thể đem ra so sánh. Không thể so sánh cái này tốt hơn, cái kia nhỏ hơn. Đau khổ là đau khổ, như tình yêu là tình yêu, nơi kẻ giàu cũng như kẻ nghèo. Sự phát triển tròn vẹn của mỗi cá nhân tạo ra một xã hội bình đẳng. Cuộc đấu tranh xã hội hiện tại nhằm tạo nên một sự bình đẳng về kinh tế hay tinh thần ở bình diện nào đó không có nghĩa lý chi cả. Các cuộc cải cách xã hội lấy bình đẳng làm mục đích, dậy sinh thêm nhiều hình thức hoạt động phản nghịch xã hội mới khác. Nhưng với một nền giáo dục chân chính, không cần phải tìm kiếm sự bình đẳng bằng các cuộc cải cách xã hội hay nhiều hình thức cải cách khác, bởi vì lòng ghen tị do so sánh các khả năng đã ngưng dứt. Ở đây ta phải phân biệt giữa chức vụ và địa vị, cùng với tất cả uy phong về cảm xúc và cấp bậc địa vị xã hội. Chỉ có khi ta so sánh chức vụ này cao hơn chức vụ khác, khi mỗi cá nhân phát triển khả năng của mình đến chỗ đầy đủ, cao tột nhất, bây giờ không cần có sự so sánh giữa các chức vụ nữa. Chỉ có sự biểu hiện của khả năng như một nhà giáo, một thủ tướng hay một người làm vườn. Và do đó, địa vị mất hết nọc độc của lòng ghen tị. Hiện nay, các khả năng về chức vụ và kỹ thuật được đánh giá bằng những bằng cấp kèm theo tên tuổi. Nhưng nếu ta thực sự quan tâm cuộc phát triển toàn diện con người, thái độ tiếp cận vấn đề của ta hoàn toàn khác biệt. Người nào có khả năng cứ tùy ý thích thu đạt một cấp bằng hoặc có thể không, nhưng họ rất ý thức về các khả năng đích thực sâu xa trong họ. Các khả năng này sẽ không ăn khớp với bằng cấp, nhưng biểu hiện của chúng không sinh lòng tự phụ vì ngã, vốn thường đi đôi với các khả năng đơn thuần về kỹ thuật. Lòng tự phụ trong chức vụ tạo nên bởi so sánh, nên nó phản nghịch lại xã hội. So sánh có thể có chỗ ích dùng, nhưng thầy không nên so sánh khả năng của các học trò với nhau, cũng không nên đánh giá các khả năng ấy, bởi vì trọng tâm chủ ý của ta là cuộc phát triển toàn diện của cá nhân. Nên ta nghĩ rằng, đầu tiên người học sinh không được phép chọn lựa ngành học của mình, vì sự chọn lựa này chắc chắn phải dựa vào tình ý nhất thời và những thành kiến, hoặc dựa vào việc gì dễ làm nhất, hoặc có thể em đó chọn lựa nhằm đáp ứng những đòi hỏi cấp thời của một nhu cầu đặc biệt nào đó mà thôi. Nhưng nếu học sinh được giúp đỡ để tự mình khám phá và vun trồng những khả năng bẩm sinh nơi em, bây giờ em đó sẽ chọn lựa một cách tự nhiên, không phải những ngành học dễ dàng nhất, mà là những ngành học nào qua đó em có thể biểu hiện các khả năng của mình đến chỗ sung mãn nhất và cao tột nhất. Nếu ngay từ đầu, người sinh viên học sinh được hướng dẫn để nhìn cuộc sống như một toàn thể thống nhất với tất cả những vấn đề về tâm lý, tri thức và cảm xúc, thì các em sẽ không còn khiếp sợ cuộc đời nữa.
Trí thông minh hay trí tuệ là khả năng ứng phó hay giáp mặt cuộc đời như một toàn thể thống nhất. Việc xếp hạng và cho điểm học sinh không đảm bảo có được trí thông minh, trái lại nó hạ thấp, chà đạp phẩm cách con người nữa. Thái độ đánh giá bằng so sánh làm hư hỏng què quặt trí não. Dĩ nhiên là người thầy không thể theo dõi, quan sát sự tiến bộ của từng người học trò và ghi chép lại những điều ông ấy nhận xét. Về phía phụ huynh, tự nhiên là vì lo lắng muốn biết sự tiến bộ của con cái họ, cho nên họ muốn được báo cáo bằng những tờ trình. Nhưng phiền phức là nếu phụ huynh không thấu hiểu những điều dự định thực hiện của ông thầy, những tờ trình ấy trong tay họ biến thành những công cụ dùng để cưỡng bách hầu đạt được những kết quả mà họ mong muốn và phá hủy công trình của nhà giáo dục. Phụ huynh cần thấu hiểu ý nghĩa của đường lối mà nhà trường hoạch định cho giáo dục. Thường họ thỏa mãn khi thấy con em họ được huấn luyện tốt để giật được mạnh bằng hầu đảm bảo phương kế sinh nhai. Số phụ huynh quan tâm những vấn đề giáo dục sâu xa hơn thật chẳng bao người. Tất nhiên họ muốn thấy con em mình được hạnh phúc, nhưng ngoài cái ước muốn mơ hồ này thì ít phụ huynh quan tâm đến sự phát triển toàn diện con người của chúng. Bởi vì trên hết, phần đông phụ huynh muốn con em họ thành công trong nghề nghiệp, nên họ thường hăm dọa chúng hoặc trìu mến thúc bách chúng thu thập kiến thức, và rồi sách vở trở thành trọng yếu, cũng như việc chỉ biết có rèn luyện trí nhớ và tất cả các công việc chỉ có lặp đi lặp lại, tuyệt chẳng chứa đựng mãi may tư tưởng đích thực giá trị nào đằng sau đó. Có lẽ điều khó khăn lớn lao nhất mà giáo dục phải giáp mặt là thái độ thờ ơ lạnh đạm của phụ huynh học sinh đối với công cuộc giáo dục rộng lớn hơn và sâu hơn. Điều duy nhất họ quan tâm là ban phát cho con em họ vài mớ kiến thức thiện cần đủ bảo đảm chúng có một địa vị xứng đáng trong một xã hội đồi trụy, hư hoại. Do đó, nhà giáo dục không chỉ phải dạy trẻ đúng đường lối giáo dục, mà còn phải biết giữ gìn sao cho công trình tốt đẹp, xây dựng cho nhà trường không bị hủy phá bởi phụ huynh. Thực ra, nhà trường và gia đình phải là những trung tâm giáo dục liên kết và tuyệt đối không chống bán nhau. Phụ huynh mong muốn một đàn và nhà giáo dục hướng về một nẻo. Điều hết sức quan trọng là phụ huynh phải được thông báo đầy đủ và thấu hiểu công việc của nhà giáo dục đang làm, và phải đích thực quan tâm đến cuộc phát triển toàn diện con người của con em họ. Chăm nom sao cho công cuộc giáo dục xoay đúng hướng vào sự phát triển đó chính là trách nhiệm của phụ huynh cũng như các nhà giáo dục vốn đã nặng nề lắm rồi. Sự phát triển toàn diện đó chỉ có thể phát sinh khi mối quan hệ giữa thầy, trò và phụ huynh hòa hợp tốt đẹp, bởi vì nhà giáo dục không thể chiều theo những sở thích nhất thời hay những đòi hỏi ngoan cố của phụ huynh. Cho nên cần thiết phụ huynh phải hiểu nhà giáo dục mới hợp tác với ông ấy được, bằng không họ sẽ gây xáo trộn và xung đột trong trí não con cái của họ. Tính tò mò tự nhiên của trẻ, sự ham học hỏi nơi trẻ vốn có sẵn ngay từ đầu, phải được động viên, khuyến khích một cách thông minh và liên tục, sao cho nó giữ nguyên tính linh hoạt sinh động và không hư hỏng. Rồi sẽ dần dần khiến trẻ ham thích học nhiều môn khác nhau. Nếu sự hăng say học hỏi nơi trẻ luôn luôn được khuyến khích, lúc đó việc học toán, địa, sử, khoa học
hay bất kỳ môn học nào khác cũng không có gì khó đối với trẻ, cũng như đối với thầy dạy. Việc học của trẻ càng dễ dàng hơn khi có một bầu không khí an vui, hạnh phúc, yêu thương và quan tâm trẻ một cách thông minh. Sự rộng mở về mặt cảm xúc và tính nhạy cảm của trẻ chỉ có thể được nuôi dưỡng khi trẻ cảm thấy an toàn trong quan hệ với người thầy của mình. Cảm nhận an toàn trong quan hệ này là nhu cầu của trẻ. Có sự khác biệt mênh mông giữa cảm nhận an toàn và cảm nhận lệ thuộc. Một cách hữu ý hay vô tình, phần đông các nhà giáo dục đều tạo ra cái cảm nhận lệ thuộc này, và do đó một cách tự nhiên khuyến khích tình từ sợ hãi nơi trẻ, cũng giống như phụ huynh đã làm xong thái độ cư xử trìu mến hoặc hăm he đối với trẻ. Tình trạng lệ thuộc này của trẻ là kết quả của những chủ trương đem quyền uy và độc đoán thống trị của phụ huynh và thầy giáo bắt buộc trẻ phải là gì và làm gì. Kèm theo tình trạng lệ thuộc luôn luôn có bóng đen của sợ hãi. Chính sợ hãi buộc trẻ phải vâng lời, tuân thủ, chấp nhận không suy nghĩ những mệnh lệnh và trừng phạt của người trên. Trong bầu không khí lệ thuộc, tùng phục nô lệ đó, tính nhạy cảm bị chà đạp. Nhưng khi đứa trẻ nhận biết và cảm thấy mình được an toàn, cảm xúc của trẻ nảy nở mà không bị chướng ngại bởi sợ hãi. Cảm giác an toàn này trong trẻ không phải là cái đối nghịch với nỗi bất an. Đó là một cảm nhận sống thoải mái, dễ chịu, dù là ở gia đình mình hoặc nơi trường học. Cảm nhận rằng mình đích thực là mình, không bị gò bó, ép buộc bất cứ cách nào. Rằng trẻ có thể trèo cây mà không bị ra rầy la. Nếu trẻ chỉ có thể cảm nhận an toàn như thế khi phụ huynh và thầy giáo quan tâm một cách sâu xa đến sự an vui toàn diện của trẻ. Trong một trường học, điều quan trọng là trẻ nhỏ phải cảm thấy thoải mái và hoàn toàn yên ổn ngay từ ngày đầu. Ấn tượng đầu tiên này là tối ưu quan trọng. Nhưng nếu nhà giáo dục cố gắng một cách giả tạo, dùng phương tiện này nọ để thu hút sự tin cậy của trẻ bằng cách cho trẻ tha hồ cư xử theo ý thích, thì thực ra họ đang khiến cho trẻ bị lệ thuộc, chứ không cho trẻ cái cảm giác an toàn, cảm giác rằng trẻ đang sống trong một nơi có nhiều người quan tâm sâu xa đến sự an vui toàn diện của trẻ. Chính tác động đầu tiên của mối quan hệ mới là dựa trên sự tin cậy này mà trước đó trẻ có thể đã chưa bao giờ nhận được, sẽ giúp dẫn đến một mối tương giao tự nhiên giữa trẻ và các bậc đàn anh. Họ sẽ không là một đe dọa làm trẻ sợ. Khi trẻ cảm thấy an toàn, tự nhiên trẻ có cách riêng biểu lộ lòng kính trọng của mình, vốn là nhân tố cốt yếu cho việc học. Lòng kính trọng này tuyệt đối không phải do uy lực và sợ hãi mà có. Khi trẻ cảm thấy an toàn, hành kiểm hay cách cư xử của trẻ không phải là thái độ bị bắt buộc bởi đàn anh, mà trở thành một phần trong toàn bộ tiến trình học vấn của trẻ. Bởi vì trẻ cảm thấy an toàn trong quan hệ với các thầy, nên trẻ sẽ tự nhiên kính trọng họ. Chỉ trong bầu không khí an toàn ấy, sự rộng mở về mặt cảm xúc và tính nhạy cảm mới có thể nảy nở. Vì cảm thấy thoải mái, an toàn, trẻ sẽ làm điều gì nó thích. Nhưng trong khi làm điều mình thích, trẻ sẽ tự mình khám phá điều gì đúng để làm. Và lúc đó,
Cách cư xử của trẻ sẽ không phải do bởi thái độ chống kháng hay cố chấp, hay do cảm xúc bị dồn nén, hay chỉ là biểu hiện của ham muốn nhất thời. Tính nhạy cảm hay mẫn cảm là cảm nhận mọi vật quanh ta, cây cỏ, thú vật, trời đất, sông nước, chim muông đang tung cánh, cũng như tính khí của người đời sống quanh ta và cả người khách lạ vừa thoáng qua. Tính nhạy cảm này khiến phát sinh một thái độ cư xử mang tính bất vụ lợi, không ích kỷ. Đây mới đích thực là đạo đức. Vì mẫn cảm nên thái độ cư xử của trẻ sẽ rộng mở chứ không giữ kẻ. Do đó mọi đề nghị của người thầy sẽ được trẻ chấp nhận một cách dễ dàng, không chống đối và xung đột. Bởi vì mối quan tâm lớn lao của ta là cuộc phát triển toàn diện con người, nên ta phải thấu hiểu những thôi thúc về mặt cảm xúc nơi con người vốn mạnh liệt, dữ dội hơn những lý luận về mặt lý trí. Ta phải nuôi dưỡng năng lực cảm xúc, chứ không có ý đồ dồn ép nó. Một khi ta thấu hiểu và nhờ đó có thể giải thích các vấn đề về mặt cảm xúc cũng như lý trí, thì trong thái độ tiếp cận của ta đối với chúng sẽ không còn mảy may ý sợ hãi nữa. Nhằm vào cuộc phát triển toàn diện con người, sự cô đơn ở nội tâm được dùng như phương tiện để nuôi dưỡng tính nhạy cảm trở nên vô cùng cần thiết. Ta phải biết sống cô đơn là sao, hành thiền là gì, thế nào là tử vong, là chết đi, và những ý nghĩa hàm xúc trong cô đơn, trong thiền và trong cả chết chỉ có thể được thấu hiểu bằng chính hành động khám phá chúng. Các ý nghĩa ấy không thể đem ra dạy được, chúng phải được học. Người ta có thể chỉ ra, nhưng học những gì được chỉ ra không phải là đồng thái trải nghiệm trực tiếp tâm thái cô đơn hay thiền. Để trải nghiệm cô đơn và thiền, ta phải nằm trong một tâm thái ta sẽ tìm hiểu khám phá. Chỉ có một trí nào nằm trong tâm thái đó mới có thể học. Nhưng khi đồng thái ta sẽ bị triệt tiêu bởi kiến thức có trước hoặc bởi quyền uy và kinh nghiệm của người khác, bây giờ việc học trở thành chỉ là việc bắt chước, và sự bắt chước khiến con người lặp lại những gì được học mà không có kinh nghiệm trực tiếp nó. Dạy học không phải chỉ là việc truyền đạt thông tin hay kiến thức, mà là trau dồi, đào luyện một trí não có khả năng ta sẽ tìm hiểu, khám phá. Một trí não với khả năng đó mới có thể thâm nhập vào vấn đề tôn giáo, chứ không phải chỉ chấp nhận những tôn giáo đã được thiết lập với các đền chùa miếu mào và nghi thức thờ cúng. Việc tìm kiếm khám phá thượng đế hay sự thật hay bất cứ tên gọi là gì bạn thích, chứ không phải chỉ chấp nhận những tín điều và giáo điều mới là tôn giáo thực. Giống y như người học sinh hàng ngày chải răng, tắm rửa, mỗi ngày học những điều mới, trẻ cũng phải có hành động ngồi tĩnh lặng với những người khác hay một mình. Nỗi niềm cô đơn, cô tịch này không phát sinh do được chỉ dạy hoặc thúc ép từ uy lực truyền thống bên ngoài, hay điều khiển bởi ảnh hưởng của những người muốn ngồi lại tĩnh lặng cô tịch nhưng không thể làm được. Sống trong cô đơn giúp trí não tự thấy chính mình một cách sáng suốt như soi gương, và tự thoát khỏi mọi nỗ lực vô ích của tham vọng. Những điều phiền phức, những nỗi sợ hãi và ô sầu thất vọng vốn là hậu quả của hoạt động lấy cái tôi, cái ngã làm trung tâm. Tâm thái cô đơn ban cho trí não một sự ổn định cực kỳ kiên cố vượt thời gian,
sự sáng suốt vượt thời gian đó của trí não cũng chính là tính cách của nó. Thiếu tính cách này là rơi vào tâm trạng từ mâu thuẫn. Nhạy cảm, mẫn cảm là thương yêu, tự yêu không phải là yêu, và tình yêu không bị chia đôi thành yêu thượng đế và yêu con người, cũng không đo lường được như yêu một người và yêu nhiều người. Tình yêu tự dâng hiến một cách vô cùng phong phú như hoa kia tỏa ngạt hương thơm. Nhưng trong quan hệ ở đời với nhau, ta luôn luôn đo lường tình yêu và do đó hủy diệt tình yêu. Tình yêu không phải là một món hàng dành cho các nhà cải cách hoặc hoạt động xã hội, cũng không phải là một công cụ lời khí chính trị tạo ra hành động. Khi chính khách và nhà cải cách xã hội nói đến tình yêu là họ đang dùng từ tình yêu, chứ đâu có tiếp xúc với tình yêu thực, bởi vì không thể sử dụng tình yêu như phương tiện để đạt một mục đích. Dù là ngay bây giờ hay trong một tương lai xa xôi nào, tình yêu là đối với toàn bộ trái đất, chứ không phải đối với riêng một cánh đồng hay cụm rừng đặc biệt nào. Không có bất kỳ tôn giáo nào chấp nhận được tình yêu đối với thực tại. Và khi các tôn giáo có tổ chức sử dụng tình yêu không còn là tình yêu nữa. Các xã hội, các tôn giáo có tổ chức và những nhà cầm quyền độc đoán chuyên cần trong mọi lĩnh vực hoạt động khác biệt của mình, không biết rằng họ đang hủy diệt tình yêu, vốn là niềm đam mê trong hành động. Trong công cuộc phát triển toàn diện, con người thông qua một nền giáo dục chân chính, phẩm chất của tình yêu này phải được nuôi dưỡng và duy trì ngay từ đầu. Tình yêu không phải là tình đa cảm, là sự hết lòng tận tụy. Tình yêu cũng mạnh liệt như sự chết. Không thể mua tình yêu bằng kiến thức. Một trí não săn đuổi kiến thức mà không tình yêu là một trí não sống đối xử một cách tàn bạo và nhẫn tâm, và chỉ nhằm mục đích đạt được hiệu quả. Vậy, ngay từ đầu, nhà giáo dục phải quan tâm đến phẩm chất này của tình yêu. Vốn là đức tính khiêm nhường, hòa ái, tôn trọng, nhẫn nại và lễ độ. Đức tính khiêm nhường và sự lễ độ nhã nhặn vốn bẩm sinh nơi người hấp thu một nền giáo dục chân chính. Người ấy tôn trọng tất cả, bao gồm động vật và cây cỏ. Và điều này phản ánh trong cung cách cư xử và nói năng. Chính đồng thái chú trọng vào phẩm chất của tình yêu này, giải phóng trí não khỏi sự cuốn hút của tham vọng, ham muốn cùng thói quen thu thập, giành giật. Phải chăng trong tình yêu có chất gì đó tinh tế từ biểu hiện thành thái độ tôn trọng và khiếu thẩm mỹ? Phải chăng tình yêu cũng tạo ra một cuộc thanh tẩy trí não? Nếu không, trí não có xu hướng tự tăng cường tính ngạo mạn của mình. Nét tinh tế trong cung cách cư xử không phải do ta tự áp đặt để tự thích nghi, cũng không phải là kết quả của đòi hỏi từ ngoài cảnh. Nét tinh tế ấy xuất hiện cách tự phát, đồng thời với sự xuất hiện của phẩm chất tình yêu này. Một khi tình yêu đã được thấu hiểu, thì tình dục và mọi rắc rối tệ nhị của mối quan hệ con người có thể được tiếp cận với sự sáng suốt, chứ không phải với sự kích thích và sợ hãi. Đối với nhà giáo dục, lấy cuộc phát triển toàn diện con người làm điều tối tiên quan trọng, tất phải thấu hiểu những chỗ phức tạp của sự ham muốn tình dục, vốn giữ một vai trò quan trọng trong đời sống chúng ta, và ngay từ đầu phải đủ sức đối mặt với tính tò mò tự nhiên của trẻ mà không đánh thức sự chú ý của trẻ về những điều không lành mạnh. Chỉ truyền đạt kiến thức sinh học
có thể dẫn đến sự thử nghiệm về tình dục nếu phẩm chất của tình yêu không được cảm nhận. Tình yêu thanh tẩy trí não mọi tội lỗi. Không có tình yêu và trí tuệ từ phía nhà giáo dục thì việc phân cách học sinh trai và học sinh gái bằng dây kẽm gai hay mình lần chỉ tăng cường trí tò mò của chúng và kích thích sự đam mê thỏa mãn tình dục, dẫn đến sự suy đồi bài hoài. Do đó, điều quan trọng là học sinh trai và học sinh gái phải được giáo dục đúng hướng trong một lớp học hỗn hợp. Phẩm chất của tình yêu này cũng phải từ biểu hiện trong những việc làm bằng tay chân như làm vườn, làm mộc, hồi họa, thủ công và thông qua các giác quan, thấy cây cối, núi non, sự giàu có của trái đất, sự nghèo khó mà con người đã tạo ra giữa chính họ, và nghe nhạc, tiếng hót của chim muông, tiếng rì rầm của nước chảy. Ta quan tâm không chỉ việc trau dồi trí não và đánh thức sự nhạy bén của cảm xúc, mà cả sự phát triển tốt đẹp và thể chất nữa. Và về mặt này ta phải suy nghĩ đáng kể mới được. Bởi vì nếu thân không khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, chắc chắn nó sẽ làm hư hỏng tư tưởng và khiến con người thành vô cảm. Điều này khá hiển nhiên, ta không cần đi sâu vào chi tiết. Cần thiết thân phải có sức khỏe tuyệt vời, được cung cấp thức ăn thích hợp và ngủ nghỉ đầy đủ. Nếu các giác quan không nhạy bén, cảnh giác, thân sẽ gây trở ngại cho công cuộc phát triển toàn diện con người. Để có sự cử động thanh thoát, tao nhã và một sự tự chủ cân bằng tuyệt vời các bắp thịt, cần phải có các hình thức luyện tập khác biệt như khiêu vũ, các trò chơi, một thân xác không được giữ gìn chăm sóc sạch sẽ, luồm thuồm, bẩn thỉu và tự chủ trong tư thế tốt đẹp sẽ không dẫn đến một trí não và cảm xúc nhạy bén được. Thân xác không phải là một công cụ của trí não. Thân xác, cảm xúc và trí não hợp thành một con người toàn diện. Nếu chúng không sống chung hài hòa, xung đột là điều không thể tránh. Xung đột tạo ra sự vô cảm. Trí não có thể chế ngự thân xác và dồn ép giác quan, nhưng làm thế nó biến thân xác thành vô cảm, và một thân xác vô cảm trở thành chướng ngại cho sự bay bổng ngút ngàn của trí não. Việc hành hạ xác thân dứt khoát không đưa đến hành động khám phá những tầng lớp sâu hơn của thức tâm, consciousness. Bởi vì công cuộc khám phá này chỉ có thể thực hiện được khi trí não, cảm xúc và thân xác không mâu thuẫn với nhau mà hợp nhất và hài hòa, tuyệt dứt cố gắng, không bị khiển xử bởi bất kỳ khái niệm, niềm tin hay lý tưởng nào cả. Trong khi trau dồi trí não, chỗ nhấn mạnh quan trọng của ta không phải là dựa trên sự tập trung mà dựa trên sự chủ tâm. Tập trung là một tiến trình giới hạn trí não. Trái lại, chủ tâm là không còn biên giới. Trong tiến trình đó, trí não luôn luôn bị hạn chế bởi biên giới hay sự ràng buộc. Nhưng khi sự quan tâm của ta là nhằm thấu hiểu toàn bộ trí não, thì việc tập trung đơn thuần trở thành một chướng ngại. Chủ tâm là vô hạn, không còn biên giới của trí thức, của kiến thức. Kiến thức xuất hiện bằng con đường tập trung, và bất kỳ sự mở rộng kiến thức nào vẫn còn nằm trong vòng biên giới của chính kiến thức. Trong trạng thái chủ tâm, trí não có thể và phải sử dụng kiến thức vốn cần thiết
vì là kết quả của việc tập trung, nhưng thành phần không bao giờ là cái toàn thể. Cộng chung nhiều thành phần lại cũng không tri giác được cái toàn thể. Bởi vì kiến thức là một tiến trình tập trung có tính bổ sung, tích lũy, nên không bao giờ thấu hiểu cái vô lượng được. Cái toàn thể không bao giờ nằm trong biên giới của một trí não tập trung. Vậy, chú tâm là tối tiên quan trọng, nhưng không thể chú tâm bằng nỗ lực tập trung tư tưởng. Chú tâm là một tâm thái trong đó trí não luôn luôn học hỏi mà không có một trung tâm bao quanh để hồi tụ kiến thức dự dàng kinh nghiệm được tích lũy. Một trí não tập trung vào chính nó luôn sử dụng kiến thức như phương tiện để từ bành trướng. Hoạt động loài này trở thành từ mâu thuẫn và phản nghịch lại xã hội. Học trong ý nghĩa đích thực của từ này chỉ có thể diễn ra trong trạng thái chủ tâm đó mà không có sự ép buộc nào từ nội tâm hay từ ngoài cảnh. Chỉ tư duy đúng, sáng suốt khi trí não không còn bị nô lệ bởi truyền thống và ký ức. Chính đồng thái chủ tâm cho phép sự tịch lặng đến với trí não, tức mở cửa để sáng tạo. Vì lẽ đó, chủ tâm là quan trọng tối thượng. Kiến thức cần thiết ở bình diện hoạt động của chức năng như phương tiện để trau dồi, đào luyện trí não. Nhưng trong từ thân kiến thức không phải là cứu cánh. Chỗ ta quan tâm không phải là sự phát triển chỉ một khả năng nào đó của nhà toán học hay nhà khoa học hay một nhà soạn nhạc, mà là sự phát triển toàn diện của người sinh viên, học sinh như một con người. Cả trạng thái chủ tâm đó phát sinh cách nào, ta không thể trau dồi, đào luyện sự chủ tâm bằng thuyết phục, so sánh, thưởng hay phạt. Bởi vì mọi việc làm đó đều là hình thức cưỡng bức. Loại trừ sợ hãi là việc làm đầu tiên của sự chủ tâm. Khi nào ta còn muốn thành hay là trở thành cái gì đó thì sợ hãi hãy còn tồn tại, tức là săn đuổi sự thành đạt cùng với mọi nỗi thất vọng và hành hạ đau đớn do mâu thuẫn. Bạn có thể dạy cách tập trung tư tưởng, nhưng chủ tâm thì không thể dạy được, đúng y như bạn không thể dạy cách nào để thoát khỏi sợ hãi. Nhưng ta có thể khởi sự khám phá những nguyên nhân nào đó khiến sinh sợ hãi, và trong đồng thái thấu hiểu các nguyên nhân ấy, sợ hãi được loại bỏ. Vì vậy, chủ tâm khởi lên một cách tự phát khi bao quanh người học trò là một bầu không khí an vui, hạnh phúc. Khi trẻ cảm thấy an toàn, thoải mái và tri giác hành động bất vụ lợi đến đồng thời cùng tình yêu. Tình yêu không so sánh, và do đó lòng ghen tị và sự tra khảo đau đớn của ý muốn trở thành liền ngưng dứt. Nỗi bất mãn thông thường mà mọi người chúng ta, dù già hay trẻ, đều trải nghiệm, nhanh chóng tìm thấy sự thỏa mãn, và bởi thế trí não ta cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Tâm trạng bất mãn thỉnh thoảng được đau khổ đánh thức, nhưng rồi trí não cũng lại tìm cách để thỏa mãn. Trong guồng máy gồm những bánh răng bất mãn và thỏa mãn, trí não bị kẹt cứng. Và việc ta thường xuyên được đánh thức bởi đau khổ là một phần nỗi bất mãn của ta. Bất mãn là con đường dẫn đến tra xét, khám phá, nhưng không thể tra xét, khám phá nếu trí não bị cột buộc vào truyền thống và lý tưởng. Tra xét, khám phá là lửa của sự chủ tâm. Tôi hiểu bất mãn là một trạng thái trong đó trí não
thấu hiểu cái đang là, thấu hiểu thực ta và luôn luôn tra xét, khám phá sâu hơn, xa hơn, rộng hơn. Bất mãn là một chuyển động không ngừng, vượt thoát những giới hạn của cái đang là. Và nếu bạn tìm phương cách và phương tiện để triệt tiêu hay khắc phục nỗi bất mãn, bây giờ bạn sẽ phải chấp nhận mọi giới hạn của sự hoạt động, lấy cái tôi làm trung tâm và của cái xã hội trong đó bạn tìm thấy chính mình. Bất mãn là ngọn lửa thiêu hủy mọi rác rưởi nhập nhơ của lòng thỏa mãn. Nhưng phần đông chúng ta là tìm mọi cách làm tiêu tan ngọn lửa ấy đi, và rồi nỗi bất mãn trong ta trở thành một cuộc săn đuổi cái nhiều hơn. Muốn một ngôi nhà to hơn, một xe du lịch đời mới hơn, tất cả đó đều nằm trong phạm vi của lòng ghen tị. Và chính lòng ghen tị duy trì sự bất mãn. Nhưng ở đây tôi đang đề cập một sự bất mãn trong đó không có sự ghen tị, không có ý muốn cãi nhiều hơn. Một sự bất mãn không được duy trì bởi bất kỳ ý muốn thỏa mãn nào. Sự bất mãn này vốn là một trạng thái vô nhiễm tồn tại trong mỗi người chúng ta. Nếu nó không bị làm cho u mê đần độn bởi giáo dục, bởi những cách giải quyết khiến ta hài lòng, bởi tham vọng hoặc bởi việc theo đuổi một lý tưởng. Khi ta thấu hiểu bản chất của sự bất mãn đích thực, ta sẽ thấy rằng chủ tâm là một phần của ngọn lửa đang bùng cháy, đứng ra thiêu hủy tỉnh vùng vặt nhỏ nhen, hàng hẹp và giải phóng trí não khỏi mọi giới hạn của những cuộc săn đuổi tìm kiếm sự thỏa mãn do cả tôi khép kín tạo ra. Thế nên sự chủ tâm chỉ phát sinh khi công cuộc tra xét khám phá không dựa trên sự tiến bộ của cái tôi, tức dựa trên sự thỏa mãn. Sự chủ tâm này phải được trau dồi, nuôi dưỡng ngay từ đầu trong đứa trẻ. Bạn sẽ thấy rằng khi có tình yêu trong lòng, từ biểu lộ bằng thái độ sống khiêm nhường, cư xử hòa nhã, nhẫn nại, tử tế, bạn đã thoát khỏi mọi chướng ngại, dừng lên bởi lối sống vô cảm. Và nhờ đó, bạn sẽ giúp tạo ra trong trẻ cả trạng thái chủ tâm này ngay từ tuổi thơ. Không học hay dạy được sự chủ tâm, nhưng bạn có thể giúp đánh thức sự chủ tâm trong người học sinh bằng cách không tạo ra quanh trẻ một bầu không khí mang tính cưỡng bách, khiến phát sinh một cuộc sống tự thân đầy mâu thuẫn. Bây giờ trẻ có thể quy tụ sự chủ tâm bất cứ lúc nào, vào bất cứ môn học, chủ đề hay vấn đề gì. Và đó sẽ không phải là một sự tập trung hàn hẹp phát sinh do ham muốn thúc bách nhằm thu thập và thành đạt. Một thế hệ được giáo hóa theo cung cách ấy sẽ thoát khỏi ý nghĩ thu thập, chiếm hữu và sợ hãi, thoát khỏi cái quan niệm thừa hưởng những di sản tâm lý của ông cha và của xã hội trong đó họ được sinh ra. Và bởi vì họ được giáo dục theo cách ấy nên họ sẽ không còn lệ thuộc vào việc kế thừa của cải vật chất. Quan niệm thừa kế ấy đã tiêu hủy tính tự lập thực sự và hạn chế trí thông minh, vì nó khiến phát sinh ảo tưởng về sự an toàn, tạo ra một đảm bảo vô căn cứ và dậy sinh nơi trí não một nỗi âm chướng tâm tối. Trong đó không có gì mới có thể nảy nở tốt tươi, nhưng một thế hệ được giáo dục theo một cung cách hoàn toàn khác biệt như ta vừa nhận xét sẽ tạo nên một xã hội mới. Bởi vì họ sẽ có cái khả năng phát sinh từ trí thông minh đó nên không bị cản trở bởi sợ hãi. Bởi vì giáo dục là trách nhiệm của phụ huynh lẫn nhà giáo, nên ta phải học nghệ thuật cộng tác. Và điều này chỉ có thể thực hiện được
khi mỗi người chúng ta đều tri giác sự thật là gì? Chính tri giác về sự thật đem chúng ta lại gần với nhau chứ không phải ý kiến, tin tưởng hay lý thuyết. Có sự khác biệt lớn lao giữa khái niệm và sự kiện hay sự thật. Khái niệm có thể đem chúng ta lại gần với nhau một cách tạm thời, nhưng rồi sẽ lại phân ly nếu sự công tác của chúng ta chỉ do ở lòng tin. Nếu mỗi người chúng ta đều thấy sự thật trong tự tiết, có thể có sự không đồng ý, nhưng dứt khoát sẽ không có động cơ nào đi đến phân ly chia rẽ. Chỉ có người điên mới gây chia rẽ vì một tiểu tiết. Khi mọi người đều thấy sự thật thì tiểu tiết không bao giờ có thể trở thành vấn đề gây xích mích, bất đồng ý kiến được. Phần đông chúng ta thường cộng tác với nhau theo mệnh lệnh của một uy lực đã được thiết lập sẵn. Ta tập hợp nhau để nghiên cứu một khái niệm hoặc tiến tới một lý tưởng. Và điều này đòi hỏi lòng tin, sự thuyết phục, tuyên truyền và vân vân. Sự hợp tác nhằm thực hiện một khái niệm, một lý tưởng như thế vốn khác biệt hoàn toàn với sự cộng tác xuất phát từ chỗ mọi người đều thấy sự thật và sự cần thiết biến sự thật đó thành hành động. Cộng tác giữa sự kích động của quyền lực, uy lực, dù đó là quyền lực của một lý tưởng hay quyền lực của một người đại diện cho lý tưởng đó, đều không phải là cộng tác chân thực. Một quyền lực đầu nào tự nhận mình biết hết mọi sự, hoặc của một nhân cách mạnh mẽ và bị ám ảnh bởi một số ý tưởng, có thể ép buộc hoặc tệ nhì thuyết phục những người khác cộng tác với ông ta cho cái gọi là lý tưởng. Nhưng chắc chắn đấy không phải là sự cộng tác của những cá nhân thức tỉnh và thực sự sinh động. Trái lại, khi mỗi người chúng ta đều tự mình thấu hiểu sự thật của bất kỳ vấn đề nào, bây giờ việc đồng thấu hiểu sự thật đó của ta sẽ dẫn đến hành động. Và hành động như thế là cộng tác. Người đứng ra cộng tác vì người ấy thấy được sự thật, thấy cái ảo đúng là ảo và thấy cái thật trong cái ảo. Dạ, cũng sẽ biết khi nào thì thôi cộng tác, đều quan trọng như nhau. Nếu mỗi người chúng ta đều hiểu ra sự cần thiết phải có một cuộc cách mạng triệt để, tầng nền tảng trong giáo dục và tri giác sự thật của những điều ta đã nhận xét, lúc đó ta sẽ cộng tác mà không cần bất kỳ hình thức thuyết phục nào cả. Sự thuyết phục chỉ có chỗ dùng khi có người nào đó có địa vị và bám vào địa vị đó. Khi người đó tin tưởng quyết liệt vào một ý tưởng hoặc cố thủ trong một thành kiến, người đó sẽ tạo ra sự đối kháng. Và lúc đó, người đó hay người khác phải được thuyết phục, tác động hoặc khuyến dụ phải nghĩ cách khác. Tình trạng đó không bao giờ xảy ra khi mọi người chúng ta tự mình tìm thấy sự thật của vấn đề. Nhưng nếu ta không thấy sự thật hoặc sự suy luận thuần tri thức, bắt buộc phải sinh ra tranh cãi, đồng ý hoặc phản đối, kéo theo mọi sự xuyên tạc và nỗ lực vô ích. Cùng nhau hợp tác, cùng nhau làm việc là điều thiết yếu. Tương tự như xây một ngôi nhà vậy, nếu một số ra công xây dựng lên và số khác phá đổ xuống, hiển nhiên ngôi nhà sẽ không bao giờ được xây xong. Vì thế với tư cách cá nhân, ta phải sáng suốt nhận ra rằng ta thực sự thấy và hiểu sự cần thiết phải tạo dựng một nền giáo dục đủ sức sản sinh một thế hệ mới có khả năng giải quyết các vấn đề của cuộc sống như một toàn thể thống nhất, chứ không như những thành phần cô lập tách biệt với cái toàn thể. Để có thể đồng lao cộng tác trong tinh thần thực sự hợp tác,
ta phải gặp nhau thường xuyên và luôn luôn cảnh giác, đừng để bị chìm đắm trong những tiểu tiết. Những ai trong chúng ta thực tâm tận tụy muốn xây dựng một nền giáo dục chân chính như thế, có trách nhiệm chẳng những là phần thực thi bằng hành động tất cả những gì chúng ta đã hiểu, mà còn phải giúp đỡ những người khác đạt đến chỗ thấu hiểu ấy nữa. Giáo dục là một chức nghiệp cao quý nhất, nếu ta có thể gọi đó là một chức nghiệp. Giáo dục là một nghệ thuật đòi hỏi không chỉ khả năng về mặt tri thức, mà còn phải có lòng nhẫn nại và thương yêu vô hạn. Thực sự được giáo dục tức là thấu hiểu mối quan hệ của ta với muôn vật, với tiền bạc, của cải, với người, với thiên nhiên, trong cõi nhân sinh rộng lớn mênh mông của ta. Cái đẹp là một phần của trí tuệ hay đồng thái thấu hiểu này, nhưng đẹp không chỉ ở hình thức, sự cân đối ở khiếu thẩm mỹ và cung cách cư xử. Đẹp là cả trạng thái, trong đó trí não đã từ bỏ xào huyệt của cái tôi ngã do đam mê tính đơn giản. Tính đơn giản không có chỗ cùng tầng và nó chỉ có thể phát sinh khi có một cuộc sống chân phương, tức sống cực kỳ đơn giản, giản dị, chứ không phải sống khổ hạnh, kết quả của một thế giới luật đầy tính toán và tự phủ nhận. Sống chân phương, sống cực kỳ đơn giản là buông bỏ cái tôi, và chỉ có tình yêu mới có thể sống như thế. Khi trong ta không có tình yêu, ta tạo nên một nền văn minh, trong đó ta cứ tìm kiếm mãi cái đẹp của hình thể mà không có sự sống sinh động ở nội tâm. Và đơn giản buông bỏ cái tôi, vậy thôi. Chưa buông bỏ cái tôi đâu, nếu còn từ hiến, hy sinh, quên mình trong những công tác thiền ích, trong những lý tưởng, tin tưởng, nhìn vẻ ngoài các việc làm đó như đã thoát khỏi cái tôi, cái ngã. Nhưng kỳ thực cái tôi, cái ngã vẫn còn hoạt động, nhưng núp bóng các nhãn hiệu khác nhau. Chỉ có một trí não hồn nhiên mới có thể vào sâu, tra xét, khám phá cái không biết, the unknown. Còn hồn nhiên mà có dùng ý tính toán như có thể vận độc một mảnh vải hoặc đắp lên một bộ áo nhà tu, đấy không phải là đam mê buông bỏ cái tôi, cái ngã. Từ đó phát sinh thái độ sống hòa nhã, tử tế, khiêm nhường, nhẫn nại, vốn là biểu hiện của tình yêu. Phần đông chúng ta chỉ biết cái đẹp qua những gì đã được tạo tác hay kết hợp hình thành, vẻ đẹp của hình thể con người hay một ngôi đền. Ta nói một cội cây hay một ngôi nhà hay một con sông với dòng chảy uốn khúc là đẹp. Và qua so sánh ta biết thế nào là xấu, chỉ ta đã biết. Nhưng cái đẹp có thể so sánh được không? Phải chăng cái đẹp là những gì đã được làm cho lộ rõ, biểu hiện ra bên ngoài? Ta nhận xét một bức tranh, một bài thơ hay một khuôn mặt đặc biệt nào đó đẹp bởi vì ta đã biết thế nào là đẹp từ những điều ta đã học hay đã quen thuộc, và ta đã hình thành một ý nghĩ trong đầu. Phải chăng cả đẹp không còn nữa khi được đem ra so sánh? Phải chăng cả đẹp vốn thân thuộc với cái đã biết, the known? Hoặc phải chăng cả đẹp là một trạng thái sống, trong đó có thể có hoặc có thể không có hình thể được tạo tác? Ta luôn luôn săn đuổi cái đẹp và lẩn tránh cái xấu. Và việc tìm kiếm cái tốt hơn bằng cách đuổi theo cái này và lẩn tránh cái kia chắc chắn phải dậy sinh tỉnh vô cảm để thấu hiểu hay cảm nhận cái gì đó đẹp.
chắc chắn phải nhạy cảm trước cả cái gọi là đẹp và cái gọi là xấu. Mà cảm nhận thì không đẹp hay xấu, chỉ là cảm nhận thôi. Nhưng ta nhìn cảm nhận thông qua sự quy định về tôn giáo và xã hội của ta và gán cho cảm nhận một nhãn hiệu. Ta nói đó là một cảm nhận tốt hay một cảm nhận xấu, và thế là ta làm hỏng và tiêu hủy cảm nhận đi. Khi ta không gắn nhãn hiệu cho cảm nhận thì nó vẫn tiếp tục nồng nhiệt và mạnh liệt. Và chính cách nồng nhiệt đầy ham mê này vốn thiệt yếu để thấu hiểu những gì vốn không xấu, không đẹp, đúng như hình tượng nó biểu hiện. Dù quan trọng to lớn là cảm nhận được dự vựng, và nỗi đam mê đó không phải chỉ là khoái lạc mà cả tôi tận hưởng, bởi vì chính nỗi đam mê này tạo ra cả đẹp. Và vì không thể so sánh được nên nó không có cái đối nghịch. Trong khi tìm cách tạo ra cuộc phát triển toàn diện con người, hiển nhiên là ta phải vào sâu tra xét hoàn toàn ý thức cũng như vô thức. Chỉ là giáo dục ý thức mà không thấu hiểu vô thức sẽ gây ra mâu thuẫn trong cuộc sống con người, cùng với tất cả những nỗi thất vọng và khốn cùng. Cái phần thức tâm tiềm ẩn thâm sâu vốn quan trọng hơn cái phần thức tâm cạn cợt trên bề mặt. Phần đông các nhà giáo dục chỉ quan tâm việc cung cấp thông tin hay kiến thức cho cả trí não cạn cợt chuẩn bị cho người học trò có thể giành được chỗ làm và tự thích nghi với xã hội. Vì thế ta không bao giờ tiếp cận được cái phần thức tâm tiềm ẩn sâu kín kia. Tất cả những gì mà cái gọi là giáo dục làm là chồng lên một lớp kiến thức và kỹ thuật chuyên môn và một khả năng nào đó để thích ứng với môi trường. Cái phần thức tâm tiềm ẩn mạnh mẽ hơn nhiều lắm cái phần cạn cợt trên bề mặt. Dù cái phần cạn cợt này được giáo dục tốt và có khả năng thích ứng đến đâu đi nữa, nó vẫn không phải là cái gì huyền bí lắm. Cái phần tâm trí tiềm ẩn hay vô thức là cái kho tàng của những ký ức về chủng tộc, tôn giáo, sự mê tín, biểu tượng, những truyền thống của một chủng tộc, đặc biệt ảnh hưởng của văn học cả thiêng liêng lẫn trần thế. Những khát vọng tuyệt vọng, tập quán xã hội, các loại thực phẩm khác biệt, tất cả mọi cái đó cắm sâu vào vô thức, những dục vọng lộ bày và thầm kín, cùng với các động lực của chúng, những hy vọng và sợ hãi, đau khổ và khoái lạc, những tin tưởng được dự vựng do ý muốn cầu an bằng mọi cách. Chúng từ thay đổi luôn. Mọi thứ này cũng được chứa vừa trong vô thức. Không chỉ có cái khả năng phi thường lưu trữ mọi căn bạ của quá khứ, mà nó cũng còn có khả năng tác động đến tương lai. Những dấu hiệu của tất cả mọi điều này từ đại sâu vô thức trồi lên ý thức càng cực qua những giấc mơ hay qua nhiều cách khác biệt khi ý thức không hoàn toàn bị bận rộn với những biến cố thường nhật. Cái tâm trí tiềm ẩn không có gì thiêng liêng và không có gì phải sợ hãi cả, cũng không đòi hỏi phải có một nhà chuyên môn làm cho vô thức lộ bày trừ ý thức càng cợt. Nhưng bởi vì sức mạnh quá khủng khiếp của vô thức khiến ý thức không thể xử lý được như ý muốn, ý thức hoàn toàn bất lực trước vô thức, dù ý thức nỗ lực quyết liệt ra sao đi nữa để chế ngự, uốn nắn, kiểm soát vô thức. Nhưng do các đòi hỏi và săn đuổi thời cấp thời về mặt xã hội, nên ý thức chỉ có thể cào cấu trên bề mặt của vô thức như gãi ngứa. Do đó có sự chia tách
hay mâu thuẫn giữa hai phần đó. Ta cố lấp hồ sâu này bằng giới luật, bằng đủ cách tu tập, phép tắc và vân vân, nhưng hồ sâu phân cách đó vẫn không lấp được. Ý thức bị xâm chiếm bởi cuộc sống tức thì trong cả hiện tại hạn chế. Trong khi đó, vô thức không thể đi ngược, trở đầu hay đổi hướng. Bởi một sự cần thiết cấp thời nào, vô thức mang tính thời gian sâu thẳm, và ý thức cùng với nền văn hóa hiện đại của nó không thể đối phó với vô thức bằng những thôi thúc nhất thời của nó. Để bứng gốc tình trạng từ thân mâu thuẫn này, ý thức phải thấu hiểu sự kiện này và im lặng. Thế không có nghĩa là để cho vô số những dục vọng của vô thức tự do hoàn hành. Khi không có sự đối kháng giữa cái lồ bày và cái tiềm ẩn, lúc đó cái tiềm ẩn vốn có tính nhận nài của thời gian sẽ không còn xâm phạm cái hiện tại tức thì. Cái tiềm ẩn, tức cả trí não chưa được khám phá và chưa được thấu hiểu, với cái phần nông cạn trên bề mặt đã được giáo dục, đứng ra tiếp xúc những thách thức và yêu cầu của cái hiện tại tức thì. Cái phần nông cạn ở bề mặt có thể đáp ứng một cách thỏa đáng trước một thách thức, nhưng bởi vì còn có sự mâu thuẫn giữa cái phần nông cạn và cái tiềm ẩn, cho nên bất kỳ kinh nghiệm nào của cái phần nông cạn chỉ làm gia tăng tình trạng xung đột giữa chính nó và cái tiềm ẩn. Điều này tạo ra kinh nghiệm mới khác, càng mở rộng thêm hồ sâu phân cách giữa hiện tại và quá khứ. Trí não nông cạn trên bề mặt trải nghiệm thế giới ngoài cảnh mà không thấu hiểu thế giới nội tâm từ cái phần tiềm ẩn, chỉ khiến dậy sinh xung đột sâu rộng hơn mà thôi. Kinh nghiệm không giải phóng hay làm phong phú trí não như thông thường ta nghĩ. Bao lâu kinh nghiệm còn gia tăng sức mạnh cho người kinh nghiệm, tất phải còn có xung đột. Còn có kinh nghiệm thì trí não bị quy định, chỉ tăng cường chính sự quy định của nó, và do đó kéo dài mãi tình trạng mâu thuẫn và khổng cùng. Chỉ một trí não đủ sức thấu hiểu toàn bộ mọi đường đi nước bước của chính nó. Động thái kinh nghiệm, experiencing, mới có thể là một nhân tố có khả năng giải phóng. Một khi ta tri giác và thấu hiểu sức mạnh và khả năng của nhiều tầng lớp của cái tiềm ẩn, lúc đó ta mới có thể nhìn một cách khôn ngoan và trí tuệ các chi tiết. Thấu hiểu cái tiềm ẩn mới là quan trọng, chứ không phải chỉ giáo dục trí não nông cạn để thu thập kiến thức, dù có cần thiết ra sao đi nữa. Chính đồng thái thấu hiểu cái tiềm ẩn giải phóng toàn bộ trí não khỏi xung đột, và chỉ lúc bấy giờ mới có trí tuệ hay trí thông minh. Ta phải đánh thức toàn bộ khả năng của trí não nông cạn, cũng như phải thấu hiểu cái tiềm ẩn. Trong đồng thái thấu hiểu cái tiềm ẩn phát sinh một cuộc sống hoàn toàn, trong đó cả tình trạng mâu thuẫn nội tại với điệp khúc luân phiên giữa đau khổ và hạnh phúc ngưng dứt, thông thuộc mọi đường đi lối về của trí não tiềm ẩn và tri giác các hoạt động của nó là điều thiết yếu. Nhưng đừng để nó xâm chiếm hoặc gắn cho nó một ý nghĩa thái quá cũng quan trọng như nhau. Chỉ khi nào trí não thấu hiểu cái phần nông cạn và cái phần tiềm ẩn sâu thẳm, nó mới có thể thoát khỏi những giới hạn của chính nó và khám phá một thứ hạnh phúc không thuộc thời gian. Krishnamurti.